chỉ mùng mấy ta? Anh nhớ mùng mấy không? Chung là anh vô học ngày bữa mùng 2. Mùng 2 mà bữa nay cho 18 rồi tính vậy đi. Thì cũng chưa nửa tháng á. Cũng mới nửa tháng thôi, nói thẳng ra là nửa tháng thì em cũng nghỉ mấy cái ngày chủ nhật rồi ngày lễ em biết thì cũng nghỉ hiểu không? Nói như là trong vòng cũng nửa tháng thôi, mình chưa cho dù tính thời gian chính xác là khoảng nửa tháng. Em có thể vẽ một cái hình mà tổng thể về tương đối khó. Như vậy là cũng là một cái sự phải nói cố gắng là tốt. Quá thì khó, chung là ghi nhận. Cũng phải có ý chí mới làm được nha. Chứ không phải là bạn nào mà photographer là không có quyết tâm là không làm được đâu. Nhưng mà hôm nay là sau bao khó khăn á thì cũng cảm thấy vui lòng. Có nghĩa là cũng là làm rất là tốt. Tuy chưa phải là gọi là xuất sắc lắm nhưng mà như vậy là được rồi. Đối với người mà chỉ mới nửa tháng thôi mà có thể từ Quảng Ngãi vô mà để cố gắng như vậy mà nó là một cái mà khó khăn lắm á. Nhưng mà đơn giản thôi, vượt lên chính mình dữ lắm á. Em sắp được về quê rồi, mình chỉ còn một cái hình con rồng nữa là em có thể xuống núi, thấy không? Thấy một cái hình về em thấy không? Trong mỗi khi mình làm nó phát sinh nhiều vấn đề xảy ra lắm. Chứ không phải là nhiều người nhìn vô tưởng là dễ dàng, không hề dễ dàng. Tỉa cái động công, tỉa từng cái động lông làm sao cho nó nghiễn, cho nó mướt. Đó, đúng không? Làm chặt cái dục, chặt cái dục bao nhiêu cái lông rồi mới được như hôm nay, chứ không phải là lần đầu tiên mà mình được đâu. Không mà em có phải giáo viên mỹ thuật không? Không hả? Sao mà ở nhà cũng dễ xin dầu, dễ xin tường dữ quá hả? Mê hả? Chứ thường thì cũng nhiều giáo viên mỹ thuật người ta cũng có được tạo cơ bản mới được rồi, người ta cũng học mỹ thuật rồi. Chẳng qua người ta chưa biết cái kỹ thuật vẽ vải như thế nào thôi. Em học hình nông thì cái học cơ bản vẽ qua cái hình búp bê, búp cừu thôi, cắt giấm thôi chứ còn vậy. Thì nó vẽ tranh sơn dầu rồi là cũng giỏi rồi, biết vẽ tranh sơn dầu, biết vẽ tường, vậy là cũng giỏi hơn nhiều người lắm á. Do em ở nhà trẻ rồi em thích cái công tác của đồ ân thì vẽ. Biết vẽ rồi phải tốn tiền đi học phải không? Nhiều người nghĩ đơn giản lắm á, không đơn giản. Dễ chơi thì sao không được á, mình dễ mà dễ lấy tiền á. Là đòi hỏi mình thấy nó làm được cái nó đàng hoàng cho nó đẹp. Còn cho mình để chơi á là mình mua về mình dập, mình mua màu về mình ôi dập nó xấu quá thôi bỏ. Nhưng mà đã vẽ cho khách hàng lấy tiền là phải làm cho nó chỉnh chu, cho nó hoàn hảo. Làm việc là phải đặt cái tâm vậy đó. Thấy vui không? Thấy vui không? Anh thấy tôi dạy sao? Tôi dạy có nhiệt tình, có hết mình không? Dạ, nhiệt tình, dễ hiểu. Đứa cũng khó tính đúng không? Khó tính là khó cho anh chị em là giỏi lên. Chứ không phải khó tính mà ngoài xã hội là khác. Chỗ này thì rồi, chứ chỗ nào chưa tốt mình phải nói cho em làm tốt lên. Có nhiều người á, em biết không? Họ không có ý chí, tôi phải lên gì có cho họ. Tôi phải là sử dụng toàn tâm lý để cho họ cố gắng.